Tôi tên Nguyễn Thị Thúy An, 21 tuổi, đến từ Kiên Giang. Tôi tên Bùi Phương Nga, 20 tuổi, đến từ Hà Nội. Tôi tên Trần Tiểu Vi, năm nay tôi 18 tuổi, đến từ Quảng Nam. Thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 1997 và cô đến từ Kiên Giang. Thí sinh Bùi Phương Nga, số báo danh 486, sinh năm 1998, đến từ thủ đô Hà Nội. Thí sinh Trần Tiểu Vi, số báo danh 138, sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, số báo danh 457, chiều cao 1m68, nặng 49kg, số đo 3 vòng 83, 65 và 89. Và bây giờ sẽ là thí sinh số báo danh 486, Bùi Phương Nga, chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 3 vòng 84, 64 và 92. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của số báo danh 138, Trần Tiểu Vi, với chiều cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng 84, 63 và 90. Thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486, Bùi Phương Nga. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 138, Trần Tiểu Vi. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An, hiện cô đang là sinh viên Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thí sinh Bùi Phương Nga, số báo danh 486, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Và phần trình diễn trang phục dạ hội cuối cùng trong top 15 của chúng ta chính là thí sinh Trần Tiểu Vi, mang số báo danh 138. Tiểu Vi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An. Bùi Phương Nga. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 138, Trần Tiểu Vi. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia phần thi ứng xử của chúng ta. Xin được chúc mừng một thí sinh đến từ Kiên Giang. Thí sinh Nguyễn Thị Thúy An mang số báo danh 457.
Xin được chúc mừng Thúy An. Và bây giờ hãy thật bình tĩnh, tự tin để đến với phần thi ứng xử của mình. Xin mời em. Dạ, câu hỏi của em là người ta nhận xét rằng trong thời đại công nghệ ngày nay, con người có những mất mát về mặt tình cảm và ngày càng ít quan tâm đến nhau. Bạn có nghĩ gì cuộc sống này sẽ đến lúc không còn lòng nhân ái nữa không? Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mỗi con người, thì em nghĩ lòng nhân ái sẽ không bao giờ kết thúc, vì lòng nhân ái sẽ được nhân rộng ra, sẽ được lòng nhân ái gắn kết từ tình yêu thương này đến tình yêu thương khác, và nó sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, và ngọn lửa đó nó sẽ thắp sáng cho các thế hệ tương lai sau. Nên em nghĩ lòng nhân ái sẽ luôn đi theo mỗi con người chúng ta. Em xin hết. Vâng, lòng nhân ái sẽ đi theo mỗi một chúng ta để lan tỏa tới tất cả mọi người. Xin được cảm ơn Thúy An rất nhiều với phần thi ứng xử của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia thử thách phần thi ứng xử của chúng ta. Rất hồi hộp. Xin được chúc mừng thí sinh 138 Trần Tiểu Vy. Xin được chúc mừng Tiểu Vy. Và bây giờ xin mời em hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Thật bình tĩnh nhé. Câu hỏi của em là hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian và có mặt ở xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về với thực tại, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thì tương lai ấy? Đã sẵn sàng chưa? Vâng, một tràng vỗ tay cổ vũ đúng không ạ? Nếu như em có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau, thì em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công, và chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng Trần Tiểu Vy đã hoàn thành xong phần thi ứng xử của mình. Hãy tin vào những ước mơ của mình, hãy tin vào ước mơ của chính bạn. Cảm ơn Trần Tiểu Vy. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486 Bùi Phương Nga. Phương Nga thân mến, hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Em xin phép đọc câu hỏi của mình. Giả sử khi cuộc thi hoa ở Việt Nam 2018 đã kết thúc, bạn là thí sinh ra về tay trắng và được phỏng vấn, bạn sẽ nói gì? Vâng, và trước khi Phương Nga của chúng ta trả lời câu hỏi này thì xin được gửi lời chúc mừng một lần nữa tới top 10 hoa hậu Việt Nam. Cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ lui vào bên trong hậu trường để đến với phần trình diễn tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời Phương Nga chúng ta sẽ trả lời nhé. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Nếu phải ra về tay trắng, điều đầu tiên là em sẽ chúc mừng tân hoa hậu Việt Nam 2018. Em hy vọng bạn ấy sẽ luôn tỏa sáng, thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, đến được với top 5 là bọn em đã trải qua một quãng đường dài. Bọn em đã học được rất là nhiều điều mới, có nhiều người bạn và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Và em nghĩ đây đã là chiến thắng của chính bản thân bọn em. Và em xin cảm ơn. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Năm cô gái của chúng ta mỗi người đều có một quan điểm, một chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang ngồi đây, để chúng ta thấy rằng thực sự vẻ đẹp trí tuệ đã lên ngôi trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018. Thưa quý vị, và ngay bây giờ hãy cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh đẹp của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong thời gian vừa qua.
Như vậy là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có 24 tháng đương nhiệm, có rất là nhiều dấu ấn và đã có rất là nhiều những kỷ niệm khó quên. Và ngay bây giờ cô ấy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm có tên là gì, Thùy Vân? Thưa quý vị, trong ba cô gái còn lại trên sân khấu, hẳn lúc này họ đang vô cùng hồi hộp. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đang vô cùng hồi hộp. Và Thùy Vân xin phép được thay mặt ban tổ chức công bố Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã thuộc về thí sinh Trần Tiểu Vy, mang số báo danh 138. Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Trần Tiểu Vy đã đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trân trọng kính mời ông Ngô Xuân Mạnh và ông Nguyễn Quốc Phong lên trao giải cho Tân Hoa hậu. Vâng, và cũng xin được trân trọng kính mời đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh sẽ lên trao vương miện cho Tân Hoa hậu. Xin được chúc mừng cho đương kim Hoa hậu 2018 và xin mời đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh sẽ lên trao vương miện cho Tân Hoa hậu. Và bây giờ xin mời Tân Hoa hậu tiến về ghế đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức được công nhận. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 và bà Phạm Kim Dung, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 sẽ lên trao quyền trượng cho Tân Hoa hậu. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chiếc ghế đăng quang lộng lẫy đã đón chờ chủ nhân của mình. Chúng ta đang đến với khoảnh khắc nhà báo Lê Xuân Sơn trao quyền trượng cho Tân Hoa hậu Việt Nam của chúng ta, Trần Tiểu Vy. Thưa quý vị, xin mời những cô gái xinh đẹp của chúng ta hãy ngồi tại chiếc ghế đăng quang, biểu tượng của sắc đẹp và ánh sáng trong đêm vinh danh vô cùng tuyệt vời hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay nữa thật lớn để chúc mừng cho những cô gái của chúng ta với hành trình thể hiện được vẻ đẹp và lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người. Và bây giờ xin mời Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 hãy bước những bước đi đầu tiên của cương vị mới. Những bước đi của bạn trên sân khấu này như một lời hứa thiêng liêng với cương vị Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ thật vững chãi, khởi đầu cho một hành trình mới vì ý nghĩa cao đẹp cho xã hội, cộng đồng. Mong Tân Hoa hậu sẽ rực rỡ như viên ngọc sáng để thực hiện trách nhiệm của mình với đất nước, với sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là sau một hành trình dài, chúng ta đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng nhất của chiếc vương miện danh giá. Và hành trình này nối tiếp một hành trình khác để Tân Hoa hậu của chúng ta có thể khẳng định tài năng và vẻ đẹp của chính mình. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh là hai Á hậu vô cùng xinh đẹp của chúng ta, Phương Nga và Thúy An.
Thưa quý vị, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 với chủ đề Ánh sáng xin được dừng tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý đã tham dự chương trình tối nay. Cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018. Cảm ơn ekip đã đem đến một chương trình, một cuộc thi đặc sắc, ấn tượng và mãn nhãn. Kính thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 do báo Tiền Phong phối hợp với công ty Sen Vàng tổ chức đến đây là kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi và quan tâm của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần trao bằng chứng nhận. Xin mời kịch bản trao giải. Trao bằng chứng nhận. Tú với Trang làm luôn ha. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời Miss International Hoa hậu Quốc tế 2017 Kevin Liana sẽ lên trao giấy chứng nhận cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Sẽ được đề cử đại diện cho Việt Nam thi Miss International Hoa hậu Quốc tế 2018 sẽ được diễn ra tại Nhật Bản. We would like to welcome on stage Miss International 2017 Kevin Liliana to come on stage. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang thấy được Hoa hậu Hòa bình Thế giới Á hậu 2 của chúng ta. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được chúc mừng. Kính thưa quý vị, và sau khoảnh khắc này thì ban tổ chức của chúng tôi xin một cái thông báo. Đó chính là chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để dành cho tất cả các anh chị báo chí, báo đài đã quan tâm đến cuộc thi ạ. Xin mời Á hậu 2 Thúy An sẽ bước lên trên một bước ạ. Xin mời Miss International Kevin Liana sẽ bước lên để trao cho Thúy An Á hậu 2 của chương trình ngày hôm nay. Vâng, và như vậy là Thúy An, Á hậu 2 của chương trình sẽ dự thi Miss International Hoa hậu Quốc tế 2018 sẽ diễn ra tại Nhật Bản. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Thúy An.